Cô ơi, hiện giờ con đang sám hối cái tội lỗi con đã tạo ra bằng cách chép kinh Ngài Địa Tạng mỗi ngày, ăn chay mỗi dịp rằm mồng 1, 15, 30, đi chùa mỗi tuần để sám hối không phạm ngũ giới. Nhưng sao con cứ bị tái phạm tội tà dâm hoài mà con không thể thoát ra được vậy cô? Cứ 1, 2 tuần là con tái phạm xong rồi lại sám hối, hiện tại con rất đau đầu và không biết phải làm thế nào. Ở đây đạo hữu cũng là người hiểu được cái việc mình làm tà dâm là sai trái, cũng có cái phần tàm quý, tức là xấu hổ với bản thân, xấu hổ với cái hành vi sai của mình, và thật sự là cũng có muốn không lặp lại như vậy, cho nên mới gửi câu hỏi này cho cô. Thì trân trọng cái tâm tàm quý của đạo hữu, nhưng mà đạo hữu cũng là một người không hiểu rõ về những cái khái niệm căn bản của Phật giáo, cho nên rất là nhập nhằng trong cái cách đặt câu hỏi của mình nha. Nếu đã nói mà đi chùa sám hối rồi đi chùa mỗi tuần để không có phạm ngũ giới là vẫn chưa hiểu, rồi xong rồi 1, 2 tuần lại phạm tà dâm tiếp là vẫn chưa hiểu được cái ý nghĩa rốt ráo của hai chữ sám hối rồi. Sám hối trong nhà Phật là ăn năn lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau. Đoạn này mới là quan trọng. Nghĩa là mình biết cái việc là mình sai trái rồi, con sám hối, nghĩa là từ đây về sau con nguyện không lặp lại cái lỗi lầm đó nữa. Nó mới trọn vẹn của nghĩa sám hối, chứ không phải là đi xin tội xin xong, xưng lên cái tội của mình xong về lặp lại nữa, lên xưng nữa là không phải. Rồi ăn chay ngày rằm mồng 1, 30 vân vân. Ăn chay là có cái phước tôn trọng mạng sống của muôn loài, mình sẽ có cái quả báo đó là được sức khỏe và tuổi thọ, chứ không phải ăn chay là có thể triệt tiêu được cái tội tà dâm, không triệt tiêu được cái tội này nha. Thì bây giờ rồi còn chép kinh, chép kinh để sám hối tội lỗi cũng phải luôn. Chép kinh là chi? Để mình tập trung trong cái lúc mình chép kinh như vậy, mình cũng nuôi lớn cái chánh niệm của mình có cái sự định tĩnh để tuệ giác phát sanh. Đó là cái công năng của cái việc mà khi mình chép kinh. Với lại chép kinh ngày xưa trong cái thời buổi mà chưa có in ấn phát triển, rồi thậm chí có nhiều cái thể chế chính trị người ta cấm in kinh sách của Phật giáo vân vân, thì không có kinh đọc thì mình phải chép tay để lưu truyền, để truyền bá kinh điển, thì cái đó nó có cái tác dụng, nó có cái hiệu quả, nó có cái giá trị lớn. Chứ còn trong thời đại nay á, mình chép á, chưa chắc ai có thể sử dụng cái bản chép tay của mình, tại bảo đảm đâu là mình chép thiếu hay là chép đúng không, rồi chữ mình có dễ đọc không, rồi giấy đó có tốt không. Tóm lại là bây giờ cái việc in ấn nó phát triển lắm rồi, thì những cái bản kinh chép tay gần như là không có cái giá trị sử dụng nhiều trong các cái ngôi chùa đâu, cho nên là cái giá trị mà để truyền bá lưu truyền Phật pháp á, là nó không có được nhiều mấy. Còn nó chỉ có cái giá trị là sao? Mình tập trung, mình định tĩnh. À, cái giờ đó thay vì mình đi chơi, đi nói chuyện, đi coi tivi này kia, nó cũng không có lợi lạc gì mấy. Thì mình ngồi đó mình chép, mình muốn chép là phải đọc, đọc thì phải hiểu đúng không? Trong cái quá trình chép nó nhiều khi những câu kinh đó nó ghi vào tiềm thức của mình, thì mình hiểu, mình hành theo. Thì khi mình hiểu được cái nội dung kinh mà mình chép và mình hành theo á, thì nó có cái giá trị. Đó, lúc này mới có giá trị, là để mình thực hành theo pháp bảo, là theo lời dạy của Đức Phật, thì lúc này nó mới sinh giá trị chứ. Đó, chứ không phải chép kinh là để sám hối cái tội tà dâm của mình. Cái này nó cũng ngược, nó cũng ngược ngược đó. Cô thấy nó cũng ngược ghê. Rồi bây giờ làm sao mà để trừ được cái tội tà dâm đây? Cứ phạm xong rồi, thật ra ái dục là căn bản phiền não rất là khó đoạn trừ. Cái này sư cô đã lặp đi lặp lại trong rất nhiều lần bài giảng của mình, gần như 90% nội dung bài giảng của sư cô đều có nói đến cái phần ái dục. Tại vì dạo này đang giảng kinh Trung Bộ, mà quý vị biết nội dung kinh Trung Bộ nói ngang nói dọc, nó ngược nó xuôi gì, Đức Phật cũng chỉ thẳng cái căn bản phiền não, cái gì làm cho chúng ta không thể giác ngộ giải thoát được, cái đó là vô minh và tham ái thôi. Chúng ta có mặt ở trên cõi này là cõi dục, mình do dục vọng mà lôi mình tái sanh về đây, cho nên nó gọi là căn bản phiền não. Đẻ ra là đã biết có ái dục, có sân, có hận, có tham, có sân, có si, có cái sự yêu ghét rồi. Không ai dạy mình, nhưng mà đứa con nít nó đẻ ra nó cũng biết là nó ghét cái lạnh, nó thích cái bầu vú sữa của mẹ, nó cũng thích được ba nó ẵm bầm chiều chuộng. Rồi có những đứa con nít nó chỉ cần nó mới có e 1 tuổi 2 tuổi thôi, mẹ nó có em bé mới là nó biết cấu em bé nó rồi, nó biết nó ghét em bé rồi, tại vì nó không muốn mẹ chia sẻ tình thương với em bé. Ai dạy nó yêu ghét như vậy? Không có ai dạy hết. Mà sao ạ? Nó căn bản phiền não rồi, đẻ ra nó có rồi, là do cái nghiệp nó lôi đi, cho nên rất là khó đoạn trừ. Mình hiểu sâu sắc cái vấn đề này mới biết là ái dục nó khó đoạn trừ đến mức độ nào. Hiểu ở đây là mình phải dùng tuệ giác mình quán sát, nó càng khó trừ thì mình phải càng nỗ lực thôi, chứ giờ không biết làm sao hết. Có một cái cách rất là dễ thực hành, đó là khi mình có dục vọng nổi lên, mình nhìn thẳng vào cái dục vọng đó của mình chỉ nhìn thẳng vào cái dục niệm đó khởi lên thì biết nó khởi lên. Mình chế ngự cái dục vọng này bằng cái phương pháp
bằng cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác phòng tình khi tâm chưa loạn động, nó vừa khởi lên biết có dục khởi lên, biết rõ như vậy, khi cái biết của mình nó càng miên mật và nó càng sáng trong thì cái dục vọng đó nó sẽ phải giảm dần xuống. Chứ bây giờ, và có thể cái cách thứ hai đó là né tránh. Né tránh như thế nào? Đức Phật dạy 7 cái cách diệt trừ phiền não, có cái kinh này trong kinh Trung Bộ. Thì trong 7 cái cách diệt trừ phiền não, nó có một cái cách đó là né tránh. Né tránh những cái hoàn cảnh, những cái môi trường, những cái gì mà làm cho mình khởi dục vọng nhiều. Ví dụ mình đã biết là mình có cái tâm dâm dục rồi mà mình còn đi chát chít qua lại nhiều với lại cái đối tượng mà mình phạm tà dâm đó, thì dĩ nhiên là dục vọng sẽ lôi thôi. Trời ơi, đêm nào cũng gọi điện nhắn tin rồi hẹn hò các kiểu là chắc chắn mình sẽ phạm lỗi nữa. Mạnh mẽ, dũng cảm, khóa xóa hết tất cả những cái phương pháp để có thể liên hệ với cái đối tượng mà mình phạm tà dâm với đối tượng đó, để đừng có gặp lại cái đối tượng đó. Hoặc là ví dụ mình đã biết mình có dục vọng rồi, mình lại coi những cái phim khiêu dâm, mình đọc những cái sách báo, những cái truyện mà nó có cái nội dung mà dâm dục quá là nhiều, thì tự nhiên cái dục vọng mình nó được nuôi lớn thôi. You are what you eat, you are what you read. Bạn là cái gì bạn ăn đó, bạn là cái gì bạn đọc, bạn là cái gì bạn nhìn đó. Giờ mình cứ đọc, nghe, nhìn, tiếp xúc những cái hoàn cảnh, những cái âm thanh đó, rồi mình lại hẹn hò những bạn khác giới đi đến những cái chỗ mà kín đáo, lãng mạn, riêng tư, chỉ có hai người, thì rất dễ dàng để mà phạm vào cái giới này, đúng không? Thành ra cô nói đó, thứ nhất là cái phương pháp né tránh, hạn chế tất cả mọi cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái nghe nhìn để có thể mình làm khởi sinh dục vọng. Thứ hai là phương pháp nuôi lớn chánh niệm, quán thân trên thân, nhìn rõ hết sức cái dục vọng gửi lên của mình, và đặc biệt là quán bất tịnh. Đối với những người tham dục càng lớn thì nên quán bất tịnh càng nhiều. Có rất nhiều đề mục để quán bất tịnh: lông tóc, răng da, móng xương, lông mày, nước tiểu, nước mắt, nước, nói chung là hoành mô lá lách gì đó. Có cái bài kinh dạy về nghe lại bài kinh tứ niệm xứ, có những cái đề mục quán thân thọ tâm pháp, đặc biệt là quán thân bất tịnh, thì mình sẽ thấy rằng thân mình thật ra nhìn có đẹp hay không, cái đối tượng mà mình đam mê để mà hành dâm với họ đó, thật ra nó là một cái đống bùi nhùi giữa máu mủ đờm nước dãi nước miếng, nó hôi thối, nó dơ bẩn, nó rỉ chảy, nói chung là phải quán bất tịnh rốt ráo luôn, miên mật luôn, thì lúc đó mình nhìn cái đối tượng đó mình sẽ không khởi lên được cái lòng dâm nữa, mình còn ghê tởm và nhàm chán nữa. Đúng rồi, thì mình có nhiều cái phương pháp đó. Mình không nên ở một mình nơi thiếu ánh sáng, nơi phòng tối, rồi nơi có điều kiện để mở những cái web đen, web đỏ, vân vân. Mình có rất là nhiều cái phương pháp. Nếu bạn quyết tâm thì sẽ có cái phương pháp. Còn nếu mình dung túng để cho không có mạnh mẽ, không có gan dạ, để cái nghiệp dâm nó cứ lôi mình đi, thì mình phải chấp nhận là mình không những kiếp này mình mất hạnh phúc gia đình, mình trầm luân sinh tử, mình mất uy tín xã hội, mà kiếp sau mình cũng đọa lạc rất là nhiều. Vì cái nghiệp tà dâm là rất là lớn. Bạn dùng hai chữ tà dâm ở đây rõ ràng là không phải chánh dâm, đúng không? Tức là quan hệ bất chánh, thì chắc chắn là sẽ có hậu quả rất là nghiêm trọng. Và về mặt nhân quả thì đây cũng là cái nhân rất là không lành. Cho nên về cái yếu tố sinh lý thì thật ra là ở cái độ tuổi nào bạn không nói cho nên không biết. Có những người ở cái độ tuổi thì họ có cái nhu cầu sinh lý rất là cao, nên là rất là khó để mà tự mình kiềm chế. Tức là cái sức mạnh tinh thần nó không có thắng nổi về cái nhu cầu sinh lý, cái bản năng nó trỗi dậy, hóc môn nó nhiều nội tiết tố các kiểu vân vân. Thì mình có thể giải phóng năng lượng bằng cách mình tham gia những cái môn thể thao như là leo núi, bơi lội nè, trekking đồ các kiểu, mình chạy bộ đồ đó, mình tham gia nhiều cái môn thể thao cho vận động lên thì nó đỡ thêm. Còn nếu như mà tuổi cũng lớn rồi thì mình có thể quán niệm hơi thở đó, vân vân. Nói chung là, hoặc là mình có thể tâm sự với người thân trong gia đình, luôn có cái người lớn kèm cặp mình, cái người cùng giới, cái người lớn kèm cặp giúp mình, hỗ trợ mình đó. Thì nói chung là đừng có thỏa mãn, đừng có thỏa hiệp với lại cái dục vọng lôi kéo, quyết tâm chuyển hóa cái nghiệp xấu này. Khi thật sự biết sợ nhân quả, biết tin nhân quả thì mình sẽ không dám làm điều xấu ha. Còn mà mình cứ mà dễ vui, mình cứ lùi xùi, mình cứ thỏa hiệp với cái sự kéo lôi của dục vọng thì mình sẽ vĩnh viễn mình bị vô minh và tham ái nó lôi đi từ cái ngõ này sang cái ngõ khác, trầm luân miết, không bao giờ ra khỏi được cái cõi khổ hết ha.
cho nên cố gắng ha. Giai đoạn đầu thì nó sẽ rất khó, nhưng mà với cái quyết tâm thì mình sẽ làm được. Kính chúc đạo hữu học Phật cho vững chãi, tin Phật sâu sắc, rồi mình ráng nỗ lực khắc phục được cái dục vọng của mình và vượt qua được, vượt qua cái giai đoạn này ha. Còn nếu không chế ngự được dục vọng, tại mình đâu phải là tu sĩ đâu, đúng không? Thì mình có thể quan hệ chân chính với cái người là chồng vợ hợp pháp của mình. Như vậy nó đỡ hơn. Mình vừa giải tỏa được cái nhu cầu sinh lý của mình mà mình vừa không có phạm vào các điều đạo đức. Mình không nên tà dâm chút nào. Thật sự như vậy. Tại vì Đức Phật đâu có hoàn toàn bắt cư sĩ tại gia không được có quan hệ giới tính đâu. Mình là cư sĩ tại gia, mình có quyền được quan hệ giới tính, nhưng mà mình quan hệ giới tính một cách chính hợp pháp, gọi là chánh dâm, với cái người yêu hoặc là người chồng, người vợ chính thức của mình. Chứ còn nếu mà thỏa mãn cái nhu cầu của mình bằng cái việc mà tà dâm thì rất là tội cho bản thân mình nha. Thưa thầy, cho con hỏi ăn chay có phước không? Ăn chay có phước không? Sao im hết trơn? Ngày hôm nay mình có ăn chay không? Ngày hôm nay có phước không? Thấy chưa, ăn chay mà giờ thầy hỏi có phước không, không dám nói. Cái này thầy nói đa phần, cái này là cái nhìn riêng của thầy. Nhờ thầy thấy vậy nè, đa phần Phật tử của mình nghĩ ăn chay là có phước lắm. Chị biết tôi là ai không? Tôi là Phật tử 30 năm ăn chay trường, 20 năm ăn chay trường, 40 năm ăn chay trường luôn á nha. Đó. Đôi lúc á, mình ăn chay được mấy chục năm, mình tự hào với cái việc ăn chay của mình. Vì mình nghĩ là như là ăn chay như là một cái công phu rồi đó quý vị. Ăn chay như là một cái công phu của mình vậy đó. Ăn chay là cái gì ghê gớm lắm. Bao nhiêu người đâu phải dễ ăn chay trường đâu. Thì cuối cùng ăn chay không biết để làm cái gì không biết, mà thấy ăn chay để mình ngã mạng rồi đó. Rồi để ăn chay để mình xem thường người không ăn chay rồi đó. Cho nên cái câu á, ăn chay có phước hay không, thầy không nói có phước hay không có phước, mà có phước hay không là ở chỗ này nè. Chỗ này nè. Quý vị ăn chay, quý vị xong quý vị làm cái gì? Ăn xong làm cái gì? Sau cái ăn chay đó là cái gì? Bây giờ mình nói ăn chay ở đây là ăn cái gì? Ăn chay đây là mình tạm hiểu là không ăn thịt cá đi, không ăn thịt, không ăn máu chúng sanh. Vậy thì không ăn thịt, không sát sanh để mà ăn. Vì thầy hỏi những cái người nghèo, họ không có tiền mua thịt họ ăn, họ ăn cơm với nước tương, có phước không? Đó, đó bây giờ mình nói, nếu mình nói ăn chay là không ăn thịt cá, không ăn thịt mạng sống của chúng sanh là có phước đi. Thì những người nghèo họ ăn cơm với nước tương là phước lắm sao? Đó, quý vị thấy chưa? Thì phước chỗ nào? Con bò nó ăn cỏ phước lắm hả? Vậy thì cái chuyện ăn chay chỗ này mình phải coi lại, không phải cái chỗ ăn chay ở đây nó chưa nói lên cái tội phước. Mà cái tội phước là gì? Tại vì mình hay nói là ăn chay là giống như là ít nhất là mình bớt cái tội sát sanh nè. Đừng sát sanh nè. Ngay đó là mình ăn chay, thực ra ăn chay xong có người ăn chay ăn nhưng mà sát sanh thì vẫn sát sanh. Nhưng mà thường mình ăn chay rồi, bắt đầu mình biết thương yêu mạng sống của chúng sanh rồi, bắt đầu từ từ mình bớt sát sanh. Thì cái phước ở cái chỗ đó, ở cái chỗ là mình dừng lại cái việc sát sanh mà mình lại biết phóng sanh, phước là ở chỗ đó đó. Mình ăn chay rồi, tâm tính của mình hiền thục lại, mình bớt chửi người ta lại đi là lấy phước, là phước chỗ đó đó. Mình ăn chay rồi tâm tính của mình hiền thục lại, phải không? Mình thấy một người mình giúp người ta, mình qua cái lời nói của mình nói mình giúp cho người ta hiểu đạo, phước là ở chỗ đó đó. Ăn chay rồi mình không kết oán thù với chúng sanh trong luân hồi đau khổ nữa, phước là ở chỗ đó đó. Ăn chay rồi thân tâm mình nhẹ nhàng, mình ngồi thiền, thì lúc mình ngồi thiền tâm mình an, mình niệm Phật tâm mình an, phước là ở chỗ đó đó. Ăn chay rồi tâm mình nhẹ nhàng, mình nghe pháp đỡ buồn ngủ, phước là ở chỗ đó đó. Chứ không phải là quý vị đang ăn là có phước. Nếu mà nói đang ăn có phước á, những người nghèo họ ăn sao? Họ không có tiền họ ăn ăn cơm trắng, vậy là có phước sao? Không phải. Còn có người hỏi nữa, vậy thì con bò nó bây giờ thầy giảng ăn chay, vậy con bò nó ăn cỏ không, vậy nó có phước lắm sao? Cái này thì mình phải trả lời khác nữa. Mình trả lời thế này, con bò
nó ăn cỏ vì nghiệp của nó. Cái nghiệp của nó là cái nghiệp ăn cỏ, nghiệp ăn cỏ. Quý vị không biết quý vị có để ý không, ở trong chùa á, khi mà vào nhà vệ sinh đó, quý vị hay có để ý thấy quý thầy quý cô hay gõ cửa cốc 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 trong nhà vệ sinh không? Gõ cửa rồi mới vào, dù biết là không có ai nhưng quý thầy quý cô vẫn gõ cửa rồi mới vào. Tại sao quý vị? Tại vì á, khi mình sống đây không chỉ có cái thế giới hữu hình của mình, ví dụ như là cảnh giới súc sanh thì mình dễ thấy rồi, con người mình dễ thấy, nhưng mà cảnh giới vô hình chư thiên sao mình thấy, các vị thần sao mình thấy, các vị gạo quỷ sao mình thấy. Thì có một cái loại quỷ là cái nghiệp của cái loại quỷ này ăn phân, cái nghiệp của nó là ăn phân. Cho nên khi mà mình gõ cửa như vậy là báo là mình chuẩn bị giải quyết sinh tử ngũ cốc luân hồi. Quý vị làm ơn làm phước cho tôi giải quyết sinh tử đó, là mình gõ vậy đó. Vừa rồi thầy có giảng một cái bài pháp á, có một cái cô đó cổ xúc phạm đến Tam Bảo, cho nên sau khi chết đó cô làm cái loại ngạ quỷ. Và tại vì khi chồng cô sống á, chồng cô hay là cúng dường thức ăn cho các vị tỳ kheo á, thì cô mới nói là mong sao những cái thức ăn ông cúng á, thành phân dơ. Rồi chồng cô khai cúng mấy cái thấm y cho quý thầy, thì bà ta nói là mong sao những cái thấm y ông cúng thành sắc nóng. Sau khi chết xong cổ làm ngạ quỷ. Mà cái ngạ quỷ thì cũng có nhiều loại quỷ nữa, có loại quỷ có phước, loại quỷ không có phước. Thì cô mới đọa làm cái loại quỷ là trần chuồng. Trần chuồng mà không được, không đói khát, không được ăn. Quý vị nghe lại thầy giảng cái bài phước đức cúng dường trai tăng á, thầy vừa giảng cách đây mấy hôm nè. Có nghĩa là vì cô mang cái khẩu nghiệp xúc phạm đến quý thầy như vậy, khi chết xong là làm là ngạo quỷ trần chuồng và không có được ăn cái thức ăn, đói khổ. Thì cô mới tìm lại cái người chồng của cô. Thì chồng của cô lúc này là sau khi mất xong làm cái vị thần đầy đủ oai lực lắm. Cô tới cô xin, thì chồng của cô mới thấy người vợ của mình làm ngạ quỷ rồi thương quá, mới lấy thức ăn đưa cho vợ. Thì quý vị biết khi mà bà ta vừa cầm vào thức ăn đó lại biến thành phân. Quý vị thấy mang cái nghiệp chưa? Có nghĩa là cái nghiệp của cái ngạ quỷ này là cái thức ăn mình cầm thì là thức ăn, nhưng cái ngạ quỷ đụng vô là thành phân. Cái ông chồng là lúc này cái vị thần này không biết cách nào thương vợ mà không biết cách nào giúp vợ luôn. Thầy nói cái câu này trong cái bài pháp phước đức cũng như trai tăng, quý vị muốn nghe lại cho nó trọn, thầy nói ngắn lại một chút thôi. Thì sau đó đó, nhờ có một cái vị tỳ kheo đi ngang đó, thì cái vị thần này á, ông mới thưa với cái vị tỳ kheo là ông thương vợ mà giờ không biết cách nào để giúp cho vợ hết. Thì vị tỳ kheo mới dạy là ông có cái vật phẩm ông cúng dường Đức Phật hoặc là ông cúng dường chữ tăng, xong ông đem cái phước đó ông hồi hướng lại cho vợ của ông. Thì vì biết may ông có những cái thức ăn ông cúng dường cho thầy đó luôn, thì ông mới hồi hướng cái phước lại cho người vợ của ông. Thì lúc này vợ của ông mới thoát được cái nghiệp là cái thức ăn tới là biến thành phân. Mình thấy không đơn giản. Có nghĩa là cái loài ngạ quỷ đó là ăn phân thôi, thì cái thức ăn của nó là phân. Thì cũng vậy ở đây á, mình thấy có những cái trường hợp ví dụ con bò, thức ăn của con bò là gì? Là cỏ, là vì nghiệp của nó mà nó ăn cỏ. Còn mình ăn cỏ mình tạm gọi là ăn chay đi. Nghĩa là không, nếu mà mình ở một cái phương diện là không ăn thịt chúng sanh thì cỏ là không có thịt chúng sanh. Vậy thì con người mình cũng ăn chay, con người mình ăn chay không phải vì nghiệp, khác với con bò. Con bò ăn cỏ vì nghiệp của nó. Con người mình ăn cái thức ăn không phải vì nghiệp của mình, mà vì cái gì? Vì ý chí của mình muốn ăn, mình chọn lựa, mình có quyền chọn lựa. Thích thì ăn, thích thì thôi. Cái này là nó thuộc về mình à. Thì tư duy về ý chí, về sự chọn lựa, về trí tuệ của mình, về lý trí của mình, chứ không phải nghiệp nó dẫn. Hôm nay quý vị vô chùa, nghiệp không có dẫn quý vị vô chùa. Mà thầy cũng mong nghiệp dẫn quý vị vô chùa lắm. Thầy cũng đỡ, phải không? Nhưng mà không, thường cái điều tốt á, mình phát tâm mình làm. Chứ cái điều tốt ít khi nào nghiệp nó dẫn mình làm điều tốt lắm. Thật ra thì cái người nào mà toàn làm điều thiện, thuần thiện ở đó, thì nghiệp thiện mà, nó hướng dẫn người đó làm thiện. Nên thầy nói đa phần chúng ta hay bị nghiệp ác dẫn mình làm lắm, còn nghiệp thiện của mình ít quá. Cho nên khi mình muốn làm thiện mình phải phát tâm cố gắng là vậy đó. Cho nên mình rảnh rỗi là mình hay sinh nông nổi lắm, nhưng không có rảnh rỗi mình hay làm điều thiện đâu. Nên mình hiểu được cái này để mình sợ. Và thì ăn chay á, phước hay không á, là ở cái chỗ ăn xong mình làm cái gì. Chứ sáng hôm nay mà quý vị vừa ăn bó rau mà vừa ăn miếng đậu hũ này mới đi cướp đi trộm về mà ăn á, thì phước cái chỗ nào, đúng không? Cái động cơ mình ăn là gì? Rồi ăn xong quý vị biết tu tập, biết làm phước, biết làm lợi ích á, thì phước là ở chỗ đó đó, có phước là ở chỗ đó. Còn mà ăn xong quý vị nói trời ơi hôm nay ăn một tô hủ tiếu, một dĩa cơm sườn, sườn chay, một dĩa cơm sườn khỏe rồi, bây giờ con phải đi quýnh cái bà đó cái ra, rồi chiều con về con ăn tiếp.
Ăn chay đó có phước đâu. Phước hay không là ở cái hành động phía sau đó nha. Rồi để quý Phật tử hiểu lầm, cứ ăn chay là có phước, ăn chay có phước, không phải vậy. Rồi có nhiều người hiểu lầm nữa, nghĩ rằng ăn chay là có phước nè, ăn chay là Phật thương nè, rồi ăn với muối, ăn với chuối, ăn chay trường, bữa nào ra bò luôn cho coi. Ăn cho đúng chất, ăn cho đủ chất chút, chứ đừng có nghĩ là mình ăn thiếu chất như vậy là tiêu nghiệp. Không có tiêu nghiệp đâu, tiêu tùng thì có, tiêu sớm thì có. Đó, rồi xin trả lời cái câu ăn chay có phước hay không là ở chỗ đó. Rồi xin cảm ơn quý Phật tử. Kính bạch thầy, xin thầy nói cho con về quả báo của việc xúc phạm bậc thánh, xúc phạm vu khống bậc thánh. Ở đây quý vị nghe thầy nói về cái chuyện vu khống hoặc là xúc phạm đến bậc thánh. Ở cuộc đời này thì mình không biết ai là thánh đâu, không biết. Hôm bữa thầy có giảng phấn đáp một câu, đó là muốn biết ai là thánh á, hoặc là tu tới đâu á, thầy có chỉ rồi quý vị nhớ không? Dạ. Muốn biết á, người ta tu đến quả nào thì mình phải tu cao hơn người đó bậc. Muốn biết người ta chứng đến quả thánh nào thì mình phải chứng quả thánh cao hơn người đó. Rồi xin thành kính chia buồn luôn, hết hỏi luôn rồi đúng không? Thì ở đây á, chúng ta thấy thế là cái đối tượng mà mình vu khống, cái đối tượng mà mình xúc phạm á, một phần nó quyết định cái tội của mình, cái ác nghiệp của mình. Một phần mình vu khống, mình xúc phạm trong cái giận hờn, trong cái bực tức thì cái nghiệp nó càng nặng nữa. Một phần là ở nơi mình, một phần cái đối tượng nữa. Ví dụ như cũng cái câu chửi đó mà quý vị chửi con chó trong nhà nó khác à. Một cái người ác quý vị chửi người ta cũng câu đó nó khác. Mà một người đạo đức quý vị chửi thì ba cái câu chửi cùng là một câu chửi mà ba đối tượng khác nhau, thì quý vị chửi cái người đạo đức tổn phước nhiều nhất, tội nhiều nhất, tổn phước nhiều, tội người đó nhiều nhất. Thì ở đây á, cái người này hỏi là vu khống và xúc phạm bậc thánh luôn thì cái quả báo như thế nào. Thì vào thời Phật các quý vị, có một lần Đức Phật đang thuyết pháp, Đức Phật thuyết pháp xong rồi thì có một cái người, người ta bị bệnh cùi, bị cái bệnh cùi. Thì khi Phật thuyết pháp không, người ta đi về hết rồi đó, cái anh thanh niên này anh bị bệnh cùi á, anh mới tới chỗ Đức Phật, anh bạch với Đức Phật. Thì quý vị biết không, trong lúc nghe pháp cái anh thanh niên này anh chứng được thánh quả Tu Đà Hoàn luôn, rất là đặc biệt. Và sau khi mà anh chào Đức Phật, anh đảnh lễ xong anh đi về, thì anh mới ra khỏi cổng tinh xá thì anh mới bị một con bò hút anh chết, bị con bò hút anh chết. Thì lúc này Đức Phật mới nói với quý thầy là cái anh thanh niên bị cái bệnh cùi đó đó, trong lúc nghe pháp anh đã chứng được thánh quả Tu Đà Hoàn rồi. Quý thầy mới hỏi Đức Phật là vậy bạch Đức Thế Tôn, tại tại sao anh ta vừa nghe pháp xong ra anh ta bị con bò hút chết? Phật mới nói con bò đó đó là cái duyên nghiệp với anh đó. Nó là kiếp trước anh này với lại ba thanh niên khác nữa, là bốn thanh niên đi giết chết một cô gái, và cái cô gái nó sau này nó thành con quỷ dạ xa và nó hiện tướng hình tướng của con bò để nó giết chết bốn người thanh niên đó. Thì anh thanh niên này là một trong bốn anh thanh niên mà giết chết cô gái này kiếp trước, rồi có một cái lời thề có trả thù. Cái Đức Phật mới nói tiếp đó là tại sao mà cái anh này bị bệnh cùi, tại sao anh bị bệnh cùi. Thì Đức Phật mới kể một cái kiếp quá khứ có một anh thanh niên gặp một bậc thánh, mà quý vị biết cái anh thanh niên này khinh thường cái bậc thánh đó và xúc phạm cái bậc thánh này bằng cách nào? Nhổ nước bọt vào người cái vị thánh đó, nhổ nước bọt là xúc phạm cái vị thánh đó, nhổ nước bọt vào cái bậc thánh đó. Và cái vị thanh niên này nè xúc phạm đến bậc thánh như vậy, cho nên những cái kiếp sau anh bị đọa lạc những cảnh giới xấu. Bây giờ được làm người rồi nhưng mà vẫn còn phải trả thêm cái quả báo là bị cái bệnh cùi. Cho nên có thể nói là những cái tai nạn, những cái bệnh tật, những cái xấu xí mà những cái gọi là những cái khổ đau nhất của kiếp người á, coi chừng nó liên quan đến cái chuyện xúc phạm một bậc đạo đức nào đó. Thầy nói xúc phạm một bậc đạo đức thôi, chưa dám nói xúc phạm bậc thánh. Tại vì xúc phạm bậc thánh là coi như mình hết phước làm người rồi quý vị. Bậc thánh giống như là một cái gì cao vời quá, để là mình tôn kính học hỏi quy y thôi. Mà cái thân phận phàm phu của mình như cái trứng vậy đó, mà đi chọi vô cục đá. Mình có một chút phước để được làm người, mà với cái thân phận làm người, với cái tà kiến, với cái ác khẩu nữa, mình xúc phạm bậc thánh coi như sạch một cái hết phước làm người luôn. Rồi một câu chuyện khác vào thời Đức Phật Thích Ca của mình,
có một cái vị đó xúc phạm đến thầy Xá Lợi Phất và xúc phạm đến thầy Mục Kiền Liên. Cái vị đó nói như vậy nè quý vị. Cái này trong kinh A Hàm á, trong kinh Tăng Nhất A Hàm phẩm Tam Bảo, cái vị đó nói là thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên còn ác dục và bị ác dục chi phối. Trong khi chúng ta biết thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên như là cánh tay trái cánh tay phải của Đức Phật. Thầy Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, là tướng quân chánh pháp. Thầy Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, giúp cho bao nhiêu người về với đạo Phật. Mà cái vị này xúc phạm đến thầy Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên, nói là hai vị này á, là còn ác dục và bị ác dục chi phối. Đức Phật khuyên quý vị, Đức Phật khuyên lần đầu ổng không nghe, Đức Phật khuyên lần thứ hai ổng không nghe, Đức Phật khuyên lần thứ ba ổng không nghe quý vị. Có nghĩa là đến lần thứ ba không nghe luôn, Đức Phật cũng thua. Thì quý vị biết chuyện gì không? Có những cái nghiệp trong đời mình đó, mình phạm 5-10 năm sau nó mới cho quả, có khi vài tháng sau nó cho quả, có khi 5-70 năm sau nó mới cho quả, cuối đời nó mới cho quả, có khi mấy kiếp sau nó mới cho quả. Còn cái vị này xúc phạm đến thầy Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, nó cho quả liền tức thì luôn. Và cái quả đó là gì? Cái quả đó là như vậy nè quý vị. Ngay tại cái chỗ ngồi của cái người xúc phạm đó, thân mọc mục nhọt độc, bắt đầu thân mọc mục nhọt lên, lớn bằng hột cải, lớn bằng hột đậu, dần dần lớn lên gần bằng trái bồ đào. Thì thầy không biết trái bồ đào lớn cỡ nào nữa, trong kinh ghi lại vậy đó, lớn bằng hạt đậu, bằng hạt cải, rồi lớn bằng trái bồ đào, rồi lớn bằng cái nắm tay. Máu mủ chảy tràn ra, thân hoại mạng chung, đã xuống địa ngục ngay tức thì luôn. Thấy không? Có nghĩa là xúc phạm xong là thân nổi lên cái mấy cái mục lên, máu mủ chảy ra, chết liền tức thì, hết phước làm người. Có nghĩa là có một cái tác động quá mạnh đi. Thay vì cái người này tuổi thọ 70 năm, 80 năm, mà trong 70-80 năm mới sống có 40 năm, còn 30 năm nữa mới chết. Ví dụ vậy, thì hết nghiệp mới chết, hết tuổi thọ mới chết. Xúc phạm bậc thánh hết phước làm người liền luôn. Thay vì cái ngọn đèn, ví dụ như quý vị thắp lên cái ngọn đèn, nó có chừng đó dầu thì mình canh khoảng 3 tiếng nữa đi, 3 tiếng nữa là hết dầu. Thì 3 tiếng nữa mình cứ hình dung như 30 năm đi, năm nay mình 40 tuổi rồi, thì với chừng này dầu nữa thì còn khoảng 30 năm nữa là 3 tiếng nữa đi nó hết. Nhưng mà bỗng đâu có cơn bão thổi ngang vèo cái tắt luôn. Cái cơn bão này thổi ngang nó tác động quá mạnh đi, để cho cái dầu này nó tắt, thì giống như mình phạm một ác nghiệp quá lớn, hết phước làm người. Cái vị này xúc phạm đến thầy Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên hết phước làm người tức thì. Cho nên hỏi thầy cái câu là quả báo của việc xúc phạm bậc thánh á, thì thầy xin trả lời ở đây á, là xin thưa quý vị, nó kinh khủng lắm, hết phước làm người liền, xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh luôn. Và có thể ngay cái đời này mà vô số cái đời sau thì tạo chịu những cái ác nghiệp. Ráng giữ cái nghiệp của cái miệng của mình, cái ác khẩu kinh khủng lắm, chúng ta nhớ vậy. Lỡ bữa nào vui vui quý vị nói những câu xúc phạm vu khống một người, mà cái người đó đó họ ít có đạo đức, họ ít tu á, thì phước mình tổn ít. Nhất là thầy nói có những cái người, người ta tu á nghe, rồi người ta hướng dẫn cả trăm cả ngàn người khác tu, mà cái người đó xúc phạm á, phá vỡ cái đó, thầy nói xuống địa ngục ở. Nên có những cái trường hợp vậy đó. Thời buổi này có những người không tu rảnh quá, thích xuống địa ngục ngạ quỷ dạo chơi, xúc phạm đến những người đó, cản trở những người đó, không cho họ tu. Mà có những người giống như là họ là cái mấu chốt, họ không tu được, cản trở luôn cái môi trường của, tạo cái duyên cho cả trăm cả ngàn người khác, thì giống như mình cản luôn cái duyên của trăm ngàn người khác. Tội kinh khủng lắm quý vị. Cẩn thận một cái đời người của mình có mấy chục năm thôi, ráng mấy cái trường hợp đó tốt nhất đó, mình không giúp được thôi im lặng thì tốt nhất. Xúc phạm đến những cái người mà họ lại ảnh hưởng đến người khác đó, là cái tội đó mình đỡ không kịp đâu. Cho nên cẩn thận cái khẩu nghiệp giùm thầy ha. Rồi xin cảm ơn quý Phật tử.